Rồi ok hello anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé Và mới sáng sớm dậy thì mình có nhận được một cái tin nhắn là anh ơi cây vũ khí nào tốt nhất cho The Rui Thì hôm nay là ngày thứ bảy trùng hợp là mình sẽ giới thiệu anh em một cây vũ khí khá là tốt thôi, Tốt nghĩa là xào ổn định và nói chung là mình tận dụng được ba duyên của nó luôn Được chưa anh em và cái vũ khí này sẽ tốt cho lối build gọi là Ninja 2.0 nha The Rui 2.0 nha anh em Rồi cây vũ khí đó có tên là cung cổ tinh linh được chưa anh em và giải thích một tí thì cái cung này nó có điểm gì mạnh Thì cái cung này là cung của SBC và chỉ có thứ bảy mới có thôi Và mà khi thứ bảy anh em sẽ đến đây Đến khu vực này sẽ có một cái con NPC nó tên là cái gì đây Viru Odis à, Viru Odit. hay là con The Rui á Mấy anh em gọi là con The Rui á Tiểu tinh linh á Con The Rui là con bên này Để cho anh em còn con này con tiểu tinh linh Con thần rờn con eo eo đúng không Con eo hay con ép nữa đúng không Đấy thì à, từ từ nha còn trước mắt thì mình sẽ nói về cái bộ khí này Ây à cắn lưỡi đầu quá thì cái cây bộ khí này nó có gì đặc biệt rồi trước mắt nó chính là cái hồn tinh linh thì đối với cái hồn tinh linh á thì mình sẽ được một cái gọi là à, phân tách anh em nhé nè khi mà ví dụ như mình có ba triệu hồ chất bột và cái triệu bột hát buộc hát thần á thì nó sẽ có thế này cấp phân tách cộng 2 và cấp phân tách cộng 2 này nó giống như phân tách vậy đó. nó sẽ bắn ra thêm đạn bắn ra thêm đạn và giúp cho anh em mạnh hơn nhưng mà có một cái vấn đề cần chú ý với những anh em nào chơi đời ninja thì nó chính là nếu như anh em gắn chip nó không tác dụng được được chưa anh em không tác dụng nha anh em chỉ có thể tác dụng với những cái duyên thôi nhớ là chiều hồn chói buộc nó thì nó chỉ có thể copy được cái duyên thôi bộ duyên phận thôi anh em nhé bộ duyên phận mình nhắc lại là bộ duyên phận còn chip nó không tính là duyên phận anh em nhé chip là chip được chưa chip nó cộng duyên phận nó khác nhưng mà chip nó không phải là duyên phận nên là anh em có gắn ví dụ như phân tách ở phía dưới này thì nó cũng chả tác dụng đâu nhé được chưa anh em và ở đây thì mình trước mắt là mình sẽ được một cái phân tách thông thường nếu anh em build một cái vũ khí uh, có phương tắc gồm là rui theo 2.0 thì nó đã thêm rất nhiều sức mạnh rồi giả sử như anh em xài vũ khí thường nó có loại độc ở ví dụ như ở cái thứ ba này nó là cái uh, đòn nó mạnh cũng ngon hoặc là nếu như nó là phân tắc cũng ngon phân tắc đam rất là to rồi anh em nhưng mà thay vì thế thì mình sử dụng ở đây cái này nó đã có phân tắc rồi cái này nó có thêm đạn nặng nữa rồi anh em và viên ba mình rôn thành loại độc tố nữa thì nó là mát binh luôn và đam rất là to thì bây giờ mình sẽ không snap nhá Mình sẽ biến thành thú thôi Mình sẽ biến thành thôi mình đánh thôi Và đây cho anh em xem tình hình Từ từ lần đầu tiên này nó sẽ bị lỗi thế này Nó sẽ nhỏ thế này Nhưng mà khi mà nó to lên nè Nói chung là snap Full snap thì chắc anh em tầm Build của vũ khí mùa này mình nghĩ chắc được 100m 200m ấy Còn khi mà nó đủ nè Khi nó đủ nè Nó đủ nè đó thì anh em thấy là nó vừa phân tách đó nó phân tách rồi nó chém liên tục nè và đạn nặng nó có hai cái duyên luôn rất là ngon luôn anh em thấy không đó, nó sẽ chém to luôn Cho nên em thấy là mình có chạy làm gì mình chưa snap luôn 46 mà Ở trên em, sự khác biệt nó nằm ở chỗ đó Ok chưa anh em Đấy Thì trước mắt mình đã được một cái phân tách được cái là, là nặng rồi, rồi mạnh rồi Thì thêm cái lỗi độc nữa, thêm ba lỗi độc nữa Thì gần như, như là mình sẽ mát tầm ba cái duyên đều ngon hết Nên dẫn đến cái bộ khí là rất là ngon từ chưa anh em Phân tích cho anh em nhé Rồi về vấn đề làm thì mình sẽ làm như thế này Mình sẽ đến con này mình làm nhiệm vụ Và nhớ nha, cùng một cái tài khoản mình sẽ có bao nhiêu nhân vật thì mình có thể làm hết được một lúc luôn, có nghĩa là mình sẽ đổi qua cái nhân vật mùa này luôn mình làm tiếp mình sẽ được thêm thêm cái nữa. Thì cái lợi ích của việc này là khi mà anh em tạo nhiều nhân vật thì anh em có thể gọi là mình tận dụng được thời gian á, tận dụng được số lượng á, số lượng á mình sẽ farm được nhiều. Mình farm mình farm được nhiều thẻ thì mình chế, mình chế đi thì mình chế cái nào mà nó có nhiều cái stats ngon nhất. Sau đó thì mình roll lại nó sẽ tiết kiệm hơn là anh em chế một cây anh em roll. Nhưng mà nếu anh em có nhiều tài nguyên thì anh em chế một cây anh em roll cũng được. Trường hợp anh em không có nhiều thời gian á, đúng không? như vậy anh em thấy là đôi khi mình đánh thì nó nó đạn rất là to là vậy đó Đạn to là tại vì cái đạn nặng Đạn nặng, thông thường thì đạn nặng thì mình chỉ có 3 triệu hồi chất buộc thôi Thì nó to nó sẽ to vừa phải Nhưng mà thêm cái triệu, triệu hồi chất buộc hắc thần nữa Thì nó cũng to thêm một phần nữa Đủ 4 viên nó sẽ to Được chưa nè à, lên trên group Facebook này mình thấy có nhiều anh em kiểu build hóa gấu xong rồi không có không có dùng triệu hồi chất buộc xong rồi không to lên đó thật ra là mình nói thật có rất là nhiều cái duyên kiểu giống như là Ờ, nó nó không thể là copy cho đệ được hoặc là không copy được anh em không có cảm nhận được sự khác biệt chứ không phải là cái chiều hồi chế bụt nó không copy được à, anh em vẫn cần phải gọi là phân biệt được những thứ đó dạo này mình lên trên mấy cái group facebook thấy mấy anh em build mà em build bằng mắt luôn không à build đau lòng á công nhận có nhiều anh em build cũng gắt nhưng mà cái tỷ lệ mà những anh em build hay build tốt ít vậy còn mấy anh em build tầm bậy em bạ xong rồi bảo là uh, gấu không chịu hồi chế bụt được các kiểu thứ nhiều lắm anh em nên anh em chú ý nhé chú ý lối build dùm nha mình giả sử thôi, giả sử thôi, giả sử đạn nặng á thì nó sẽ copy vào được. Mà anh em phải hiểu là, ờ, bây giờ mình sẽ copy cái vũ khí, copy ba cái duyên của vũ khí thì cái duyên vũ khí nó sẽ truyền lại cho ai? Truyền lại cho ai mới là vấn đề. Ví dụ như trong trường hợp anh em build 2.0 thì nó chính là truyền lại cho con đệ, được chưa anh em? Thì con đệ này nó sẽ thừa hưởng được những cái duyên phận mà mình đang có, được chưa? Còn nếu như anh em bỏ cái gọi là uh, cái con đệ nó thì nó sẽ có thời gian nó sẽ biến mất con đệ này nó không có giống như con đệ của ninja đâu con đệ ninja thì nó có thể thừa hưởng vũ khí trang bị và một số búp này nọ còn cái con này á nó chỉ có đạn nặng phân tách, truyền uh, thuyết vàng lõi độc tố lõi lửa lõi băng lõi hắc uh, ám thôi đó ví dụ vậy thôi hoặc là xạ kích thiết thân đó nó những cái nào liên quan tới đạn liên quan tới cái con này thôi thực ra là nó rất ít ít lắm nó không có nhiều đâu ví dụ như mình thấy có một cái clip một cái hình nhé cái cái bạn nào bạn đăng trên Facebook đó, đó là sử dụng cái cái duyên nó gọi là khi năng lượng và tất nhiên thì cái khi năng lượng nó đâu có tác dụng đâu khi năng lượng nếu có tác dụng với con đệ nữa đâu có mất máu đâu nó đâu có bảo vệ con đệ đâu mà cái khi năng lượng nó copy nó đâu phải copy cái đó xong rồi đẩy qua cái nhân vật con gấu đâu này không nên nó không có tác dụng đó. kiểu vậy ví dụ như đòn đánh mạnh thì lại được đó. chơi nó phải kiểu là mình phải biết trước mình mới hiểu cơ chế của game chứ đâu phải là mình vô mình thích làm thì mình làm được anh em được chưa em rồi sau khi mình xong rồi thì mình có thể đi chế chế vũ khí mình cũng đang dự định chế lại vũ khí mùa này tại vì uh, có một điểm hay cũng như một điểm dở thì cái vũ khí này á nếu như một trước mình chế thì thông thường á, sẽ phải có bốn năm dòng độc tố ha bốn năm dòng độc tố nhưng mà cây vũ khí này mình lừa mình đâu có chế đâu có một chiếc mình rôn có một dòng độc tố một dòng sát thương đồng bộ là mình bỏ luôn ở đây tốc độ di chuyển cái là mình bỏ luôn rồi đáng lý là mình phải làm thêm á chứ nếu mà anh em nào xem mấy cây của top mùa trước là nó phải có 4 năm dòng sát thương độc tố đam rất là khỏe luôn anh em còn đây thì mình chỉ có một vòng nên cây này mình cũng không tiếc lắm chứ khi mà giờ mình làm lại thì nó sẽ có lực công cao hơn có những cái chỉ số khác cao hơn hay dòng sát thương một kích thật sự với mình rất là bình thường có tác dụng gì hết để xem coi một cái thể chế được không sau khi anh em đã làm xong nhiệm vụ thì chúng ta có thể chế được ở đây nó nằm ở vị trí này nè nè đây cung tinh linh nè đó thì mình 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 nhập lại ha mình nhập lại ha mẹ là quảng cáo à phải cứ ạ quảng cáo quảng cáo quảng cáo rồi chế lại cái bộ khí chế lại cái bộ khí này nè mình nhập mà mình tới ghép ha này thì nó sẽ mất thẻ hốc quát hả đây nó chỉ có thể bỏ những cái thẻ vào thôi đúng không không bỏ thẻ thường vào được ha thôi chấp nhận thôi anh em vậy là anh em phải cố gắng anh em chế nhiều nha anh em phải uh, làm nhiều nha ghép yep. rồi rồi chúng ta sẽ có cung cổ tinh linh với trong thuộc tính gì đây sát thương toàn bộ chiều hồi bốn chục sát thương đồng băng sát thương đồng băng wow cũng không không tệ không tệ nó bét nó bét cái dòng sát thương toàn bộ này khá là ngon đấy anh em nó lại quảng cáo à vải ghe tư bản thế nhờ thiệt tình á quá tư bản luôn á hư hỏng quá đi à giống gì đây cấp phương tách ô oh, cấp phương tách cộng một ơi à, không ngon anh em nhé cấp phương tách cộng một không ngon tốc độ tấn công 16 được tốc độ tấn công có thể sử dụng được tốc độ phân tách thì không ngon nếu anh em chơi xạ thủ thì các phân tách này ngon nhưng mà đây là mình đang chơi đời rui không ngon đây thì mình sẽ roll là dòng sát tương đóng băng thêm nó là một không ngon lắm nhưng mà thôi sử dụng được đổi qua cái dòng khác ở đây mình được mỗi dòng sát tương chịu hồi thôi giờ nè này. này thì mình sẽ roll lại ví dụ như mình thích thì mình roll hết độc tố và độc tố thêm đó nó có hai cái đó rất là mạnh nha chơi nè rồi giả sử như khi mà anh em đã xong rồi cái nick này á mà anh em muốn cày tiếp thì mình đổ qua nick khác, không phải nick khác mà là nhân vật khác trong cùng tài khoản thì mình sẽ được cày thêm. Ví dụ như mình thấy cái vũ khí nó không được ngon á thì mình 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 ví dụ như mình giả sử hiệp khách ám đi ha. Hiệp khách ám của mình nè. Mình cũng chưa có build nữa. Đây. Thì anh em thấy đây là mình sẽ được thêm một cái nữa nè. Đó giờ nó bấm vào anh em nhận cày tiếp. Ok. Rồi, chúc anh em may mắn thành công. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Cứ theo dõi.